nó hay mà riêng hai chồng riêng á, không có gì quyết định á, là nó có làm vậy không có lỗi chứ, phải bỏ con bệnh đi nửa đêm mà chẳng thà ban ngày đi đi đi. Ừ anh, em vợ còn đéo có cần anh nữa, đéo ở với anh nữa, ly dị ok thống nhất rồi, ok nó chấp nhận cho một vui đó. Nửa đêm đi con bệnh đi lăn đi mất tiêu tất cả em biết nó gì mà đi, nguyên nhân vì sao đi. Ờ phải nói anh biết anh quýnh em hay gì mà em đi con ngày nó đi, à nó có lỗi gì nó thẳng đi nó sửa sửa được thì em cứ đi, không biệt em cứu lỗi đi luôn mất tiêu tất gì em biết đường đâu em tính. Dạ Thái muốn chào quý bà cô chú đang xem trên kênh Cổ Sức Sống Mới nha. Thì hôm nay là Thái lại trở lại với gia đình của anh Nhật. Câu chuyện mà vợ bỏ đi để lại cha và năm đứa con ở Long An với cô chú chị. Thì bây giờ là rồi chào anh Nhật nha. Vô chú cho bánh nè con. Vô chú cho bánh xuống kìa. Chú cho bánh nè. Lớn nhỏ mỗi. Bánh bánh đồ đánh quà nè. Quà lớn đâu ta? Rồi mẹ mấy đứa đi 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 nữa hả cô? Đi về thăm con chút rồi sao vậy? Rồi về chút xíu đi nữa hả? Dạ dạ. Đây là hai đứa nhỏ còn còn ba đứa lớn hả? Còn ba đứa nữa. Còn ba nữa ha. Rồi, chú cho bánh nè. Rồi bánh rồi, bánh quá trời được không? Thôi ha, mấy đứa kia đâu mới chạy lên cũng đâu hết rồi. Nè, ăn bánh ha. Hả? Vô bánh ăn. Vô vô đây nè con, vô vô cho bánh nè con. Đâu rồi? Nè, đi ăn bánh nè. Chú cho bánh nè. Chú đứng ngoài nắng không? Chú đứng ngoài nắng bệnh á. Vô đây. Đi vô, đi vô. Vô rồi con, đi đi vô ăn bánh nè. Vô vô về sao? Đi. Ông vô bỏ luôn đi. Vô bánh con. Ghét vậy đó. Không vô. Bữa nói biết đi đâu không? Hả? Bữa biết nói đi đâu không? Không. Rồi đi về không hỏi gì đâu hả? Nói về cái không hỏi gì đó. Sao làm giờ vợ chồng có làm gì làm ở nhà. Thế giờ mà cũng khổ quá rồi thôi. Không còn tâm trạng gì nữa. Tới đâu tới. Nè con ăn bánh nè. Lấy bánh ăn đi. Chú mua bánh đâu. Nó tích tích tích. Bữa về quậy tưng bừng luôn hả? Hả? Sớm tròn vậy. Cải sớm là tưng bừng luôn hả? Cô biết không biết. Cô nghe khóc quá trời. Bữa về cải sớm khóc quá trời. Giờ bỏ đi. Đứng đi đi á. Ôi gì nó cũng làm xuyên vậy. Bây giờ cũng buồn vậy. Vậy chồng làm đó. Mình rồi chị đi, chị không có nói là chị đi đâu hả? Chị ở đâu ha? Không, không biết. Chị nhìn thấy nó bỏ cháu đi nữa buồn quá khóc không. À, tưởng là về luôn rồi đi đi nữa hả? Ừ. Về bỏ cháu đi đi, tôi khóc biết bây giờ hàng xóm ra cũng khóc luôn á. Ở xuống ta chơi nó coi cũng khóc luôn. Dạ. Bà quậy qua cũng không cần cháu nói gì đó. Bỏ luôn rồi làm. Mấy đứa kia đâu? Thôi, đi ăn bánh đi. Ăn bánh rồi chú cho tiền sữa nữa. Đó, nó bê vô, trời ơi, quá là khô. Dạ, 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 con về là bỏ đi luôn rồi, không có về chung con luôn. Mới bệnh mới hết. Năm đứa mới bệnh mới hết nha, mua thuốc uống. Anh Nhật, bữa về có hỏi vợ đi đâu không? Thì có hỏi vợ nói ở nhà với mẹ nó dưới. Vậy hả? Nhưng mà bây giờ mấy bữa nay còn ở dưới không? Em không biết nữa. Cái lại nó chặn gọi đi nè em ơi. Dạ. Chặn rồi, không gọi nữa. Ăn đi con.
chắc nghĩ chắc không có dễ đâu. 100% không vợ gì. Đó, bữa lúc mà con cái nó khóc kì mà nó đi như vậy là biết 100% không làm gì. Để biết đánh nó rồi. Nó muốn về ở đây lại là nó ở lại rồi. Nhất quyết không đi mà nó chỉ muốn là yếu gì về là biện minh chứng minh quen nó thôi. Em biết chắc vậy một điều. Đánh vợ em biết mà. Là không bao giờ trả lại đâu. Về nói là giải thích là không có thời trai nữa nè. Chỉ minh quen vậy. Về chửi bàn sớm nè. Tại nó biết là nếu mà nó muốn về nó đâu có làm lớn chuyện vậy. Ép con mình sớm ghét gì ở đâu ai thương đâu. Làm lớn chuyện để lả đi luôn mà. Còn nói xấu trên mạng quá trời đi. Nói chuyện không có, nó có chuyện quá cứ móc môi nói. Thua. Dạ, vợ chồng nói xấu hơn nhau rồi cũng như hèn lắm, thiệt. Hèn hả? Bữa nói cái gì hai chồng cãi lộn cả ngày có không? Không, không có cãi lộn, cái đó là không giờ có. Nói nó không sợ thụt lưỡi vậy đó. Lúc nhà đó con cái đang bệnh hơi tâm sức mình cãi lộn. Con nóng lung nóng mô sinh lè luôn vậy mình vì vậy là lòng cuốn đồ đi trời mới biết người gì mới biết lòng dạ cái gì giờ nói chung là giờ vợ em giờ vậy vậy đó nói chung là em không quan tâm đến nữa giờ chỉ biết lo với bộ nhỏ thôi giờ chủ yếu mình là đi làm nuôi mấy đứa nhỏ đang học gì được. Rồi anh đi làm rồi ai ở đây trông mấy đứa trẻ? Cũng bà nội qua tới lui coi vậy. Bà nội tới lui coi ha. Như là bà nội cũng già rồi đâu có trông một lượt năm đứa hay được đâu. Chỉ coi nó chơi với nhau sợ nó quýt lộn rồi khóc la thùm vậy thôi. Vậy mà... rồi đâu có đi chơi xa đâu, giờ gặp đây mà. Rồi có nói chừng nào về nữa không? Ai? Vợ. Không có gì đâu, không hứa, không hứa hẹn gì hết. Không hứa hẹn nhau á. Trời ơi. À, ổng nói dùi ổng em hỏi giờ em không hứa là nào làm gì em về ổng hứa chắc nói vậy hả chừng nào cũng về về kỳ á gì đó bữa xuống tới dưới luôn à nhưng mà bên vợ của anh ở đâu bên Tiền Giang bên đây à là ba cậu bị lại tới rồi bữa anh có xuống với bên ngoại không có anh về bên ngoại rước về đây hay là bả tự về đây hồi nào á bữa đây nè bữa anh phi kêu lên nè phi kêu lên á ha đâu có chứ phải tự dắt đi lên đâu tự dắt đi lên không có gì thế ăn đi ăn đi con rồi chú cho tiền uống sữa nhỏ lớn gì vậy rồi hôm nay mà đi tối khi đi về ra này chào mẹ anh khóc luôn coi clip mà thấy mẹ khóc quá trời vậy mà giờ nó nói mẹ nó cũng có quậy quậy cũng có cái thương xót gì đến đâu nó làm gì nữa bà ngoại nó đi hỏi con chữ hỏi hàng cháu sao không không mua được cái bánh gì? Bà nói chi có công thấy ta ghét ta nhìn trên thấy ta cũng biết rồi thôi giờ nhưng mà đừng có nói gì hết vậy là bây giờ là vợ anh ở bên nói vậy hoài vậy chứ dầu ở bên ngoại phải không chứ không đi làm gì ha ừ? Nghe nói gì phụ quán phở gì dưới phụ quán dạ. Phở ai mà em chưa biết quán phở nó bán quán phở gì ra sao chỉ biết ở dưới đi tới đi luôn về vậy là mấy tháng nay là bên vợ anh biết vợ anh làm ở đâu không tao bể mà không không có báo gì thì nó bỏ đi em đi kiếm còn chắc tại sao em đi anh không đi kiếm trời con cái ngày đi bắt kiếm bỏ đi bắt mình đi kiếm chơi rảnh không gặp thằng khác đứa con về đi kiếm nỗi nào gặp thằng khác gặp thằng khác là nó kiếm được đá học máu luôn á thẳng luôn á năm đứa con thì đi sau đi kiếm ở nhà giữ con đi làm nữa thì sao kiếm nó chết gì không kiếm gì mà nhà tiền không có con bệnh xe không có gì đi nó đi nó mượn xe nhưng cũng muốn đi kiếm đó mà xe đâu chạy xa đâu được biết bê nào không ai thiệt muốn đi kiếm lắm mà không có xe đi mà không ai hiểu nói mình đi không cũng không đi kiếm thiệt nó thiệt mà không bởi vì con vợ nó không có hiểu nói chồng mình có xe chắc, đâu không ý là chắc là vợ nó đi sao không đi tìm hả trời ơi đó cũng từ như nó đi đâu phải đuổi đi đâu cũng như tự cũng như nó cũng hiện đã hiểu xe có qua nổi cái cầu mỹ lợi với đâu trời ơi mà qua cả vấn đề với bộ nó biết nhà mình biết nhà này hả em không có xe rồi đó con bệnh bỏ nhà giữ phải có xe ngon xe đẹp á
đi không đi kiếm mong là nó không chắc không xe mình chạy xa được bao lâu. Nè con đây còn bánh nè. Còn bánh nè. Con đây nè. Dạ. À, rồi. Đó. Đưa nó cho hai bữa, đưa nó cho con cho hầm bữa luôn. Có hai bữa nào nữa để cho đưa bánh lớn với heo nhỏ đi. Ờ. Phải đưa lớn heo nhỏ đây. Đi hai ăn đi. Chắc là phái cái lịch kia, con dao phái lịch kia. Mội. Cho nó nghe mội. Phải đưa lớn nhỏ đi. Tên gì quên rồi, đứa lớn đầu tiên gì vậy? Thanh tên Lê Thanh Trà. Không, ở nhà kêu gì mùi lớn mùi nhỏ hả? Heo lớn heo nhỏ. Heo lớn heo nhỏ. Xí mùi. Mày cô cứng. Còn này út mót. Mót luôn á. Trời ơi mót ra định mót đây hả? Nổi vô bị chanh nữa rồi. Là bây giờ là anh quyết định là không có đi tìm nữa không, và gì? Cũng không có nghĩ đến người vợ nữa. Nói chung là muốn đi thì đi, muốn về về. Đi muốn về thì muốn hơn về thăm con thì anh vẫn cho về ha. Còn như là anh cũng không có thiết tha gì về cái người vợ này ha. Thì khi mà hôm qua cái mấy ngày trước mà vợ anh về đó mà đối chất với anh, đó là những cái vấn đề mà về đưa những thông tin sai mà bên vợ anh lên đối chất đó, thì anh cảm thấy là cái sự đối chất đó đúng không anh Nhật? Có sự chịu đối chất nó không muốn là nhận điều gì phía nó, mà nó không muốn nhận gì phía nó có lỗi. Nói chung là nó thẳng luôn, hai phía bên nào cũng có lỗi hết. Dạ. Mà bên nó chỉ muốn ép gì phía em nhận lỗi hết. Anh hiểu không? Là em không chịu nhận vậy. Phía nào cũng có lỗi hết. Nó hay mà riêng hai chồng riêng á, không phải gì phía gia đình á, là nó có làm vậy em có lỗi chứ. Phải bỏ con bệnh đi nửa đêm mà. Chẳng thà ban ngày để đi. Ừ anh. Em vợ đéo có cần anh nữa, đéo ở với anh nữa, mình ly dị, ok, chấm dứt rồi, ok, nó chấp nhận, em vợ còn vui nữa. Nửa đêm đi, con bệnh đi lăng, đi mất tiêu, tất cả em biết nó gì cái gì mà đi, nguyên nhân gì sao đi. Phải nói anh biết, anh cứ quýnh em hay gì mà em đi ban ngày nói đi. Nó có lỗi gì em nói thẳng đi, em sửa được thì em cứ đi. Không biệt, em cứu lỗi đi luôn, mất tiêu, tất gì em biết đường đâu em tính. Vậy đó, ai có lỗi. Vậy mà em đi xe hư, xe cù tàn em đi kiếm nó biết cỡ nào rồi. Dạ. Vậy tới dưới, gì chứ bên nhà cô Sáu á, kiếm nó xong em chạy dưới, nhà đóng cửa bích chịch à. Phá cửa trái, hai chân trước đóng cửa đó, không mới hoành gì. Rồi khi mà vợ anh về đó thì vợ anh nói cái nguyên nhân mà tại sao mà vợ anh bỏ đi không? Nói chung là anh nói ở đây gì, ở đây gì là về đây là ở là nó nói là ở là giết muốn nó điên. À. Vậy thôi. Trời ơi. Ý là nói ở đây giết điên bỏ đi ha. Đúng rồi, chỉ anh biết em nói một câu vậy là anh đủ hiểu rồi. Nói như vậy. Chắc là ở đây đấy nhỏ quậy cực khổ quá. Dưới là bữa về đây nè là nó hứa là về dưới là nó hứa là em là hai tuần nữa nó lên. Đó mà nó mà hai tuần nữa lên mà chưa chắc nó lên nữa. Nó chỉ nói vậy thôi chứ chưa chắc là em lên nữa đó. Nó nói vậy. Lúc về là nói vậy ha, hứa thôi chứ chưa chắc là nó lên. Không phải, nó hứa là chưa chắc là lên, nhưng mà nó nói em không có nói trước, cứ nói là tính, chứ em không có hứa trước là vậy đó. Là hiểu rồi. Thì bữa em thấy clip vợ lên nói này nói kia là có đúng không? Đó là cái chuyện mà móc môi nó cũng nó móc chuyện quá khứ, cách đây 4 năm rồi nó móc ra nó luôn, nó xấu đó. Nói chung là để bụng tiền bạc cái gì mà không cho nó ngày làm được bao nhiêu tiền không, ngày làm trăm mấy mua chục bịch sữa với bánh giáo còn tiền đâu nữa cho nó. Bình thường nó mấy cũng đứa biết này khổ rồi mà. Mỗi một tháng uống sữa là sao? Mấy đứa này uống sữa một tháng khoảng nhiêu tiền? Ngày nào cũng không hết luôn á, chục bịch á, năm đứa ngày chục bịch. Bịch mấy ngàn ba? Bịch 7 ngàn. 7 ngàn chục bịch 70 ngàn. Chính tôi đi mua dần. Dần tháng mới 2 triệu mấy ha. Mà bữa nào không có cho nó nhịn nó khóc sáng đêm luôn. Khóc cho ốp luôn mừng. Sáng ba nấu nướng đồ cho nó ăn rồi đó. Ăn xong cũng chơi. Sáng ăn cái gì rồi? Hủ tiếu qua có nhạc đám giỗ luộc nó thơm chung nó ăn. Gom mấy đứa rồi đi cho tiền uống sữa nè. Mù lớn. Em không biết cho nên nó sợ. Hả? Nó sợ. Tại gì? Nó thấy dưới đi. Sợ nó dưới đi. Trời ơi. Kêu vô đi giờ anh Nghiệp cho tiền. Vô đi cho uống tiền sữa. Cho tiền uống sữa. Con này con cháu gì? Trời ơi cười kìa.
nói là cũng đi bằng ăn và bỏ nhà giữ. Không mà cháu ngoại, cháu nội. Cháu ngoại. Cháu ngoại hả? Cháu ngoại nhà giữ. Giờ trăm mấy đứa đó nữa. Mẹ nó bỏ trời ơi, hổm nay đau ốm liền liền. Nhớ mẹ không ăn ha. Trời ơi, chỗ đó khóc, anh lót nhược dỗ dứt nhược khóc luôn. Nó khóc luôn rồi, nó giữ cho con mà nước mắt nó dớt dớt. Tôi thấy con vậy tội quá trời đó. Còn mẹ nó chung xuống quả hổm về đây thôi, ngồi xuống quá khóc rồi. Về để xuống đàn khóc biết như này, như mở lại hổng nặng không gì hổng mở. Mà lúc trước hai vợ chồng sống với nhau như thế nào mà tới bây giờ tới năm đứa mà lại bỏ đi? Thì hai vợ chồng sống nhau cũng bình thường, hạnh phúc cũng bình thường, không có gì đâu. Thằng này lo chạy xe chạy cộ nuôi 5-6 mẹ con. Dạ. Mà nói mừng 2 tháng này nó bỏ đi đi hôn vậy, không có gì hết. Chồng thằng này nó hiền, không có quýnh đặt ngày nào hết rồi. Chửi mắng hơn thua ngày nào hết rồi. Vô đâu vậy, vô. Thương con đó lắm. Thằng này thiệt. Chắc là do cô ấy chịu khổ không nổi ha. Chắc là do chịu khổ không nổi ở đây khổ quá ha. Nghèo khổ quá.